100 triệu. Thiết kế sao tòa nhà này 10 năm sau phải thật xuất sắc. Được chưa? Được 100 triệu xuất sắc. Nhưng mà cái laptop của em cùi quá. Bây giờ sao mà vẽ bản thiết kế xịn như này được sếp ơi? Thì đấy, 100 triệu xuất sắc. Đừng hỏi nhiều. Nhưng mà không sao, các bạn đừng lo lắng. Tại vì trong video lần này Minform sẽ hướng dẫn cho các bạn build một chiếc PC không tới 50 triệu đâu. Và 100 triệu mà sếp đưa đúng không? 50 triệu thừa còn lại thì các bạn sẽ biết đi đâu rồi đấy. Thì chúng ta sẽ build cho mình một chiếc PC với con chip đó là Intel Core i7 14700K. Và RAM thì chúng ta sẽ chọn là Aorus Memory DDR5 là 2 thanh là 16GB, tổng là 32GB. SSD thì chúng ta sẽ chọn đó là Aorus Gen 4 500GB. Và tảng thì chúng ta sẽ chọn đó là Aorus Waterforce 2 360. Và vỏ thì đây, chúng ta sẽ nhìn cái khay đây là bên Phong đang chọn đó là Aorus C500 Glass. Và ngoài ra thì các cái linh kiện đi kèm đó là phím này, lót chuột và tai nghe Aorus H1. Và những cái linh kiện đặc biệt thì mọi người cứ xem hết video này nhé. Thứ hai, trên 9 chiếc PC của chúng ta phải sử dụng mainboard Gigabyte Z790 Aorus Elite X Wi-Fi 7 DDR5. Tại vì sao? Tại vì đây là mẫu mainboard cao cấp dành cho các vi xử lý sử dụng socket LGA 1700, bao gồm những cái thế hệ CPU Intel mới nhất đó là 12, 13 và 14. Và đặc biệt đây là dòng hỗ trợ tốt nhất cho Gen thứ 14 và thuộc vào dòng mainboard G cao cấp nhất. Thì mainboard Gigabyte Z790 Aorus Elite X Wi-Fi 7 DDR5 sẵn sàng hỗ trợ cho những cái thanh RAM chuẩn DDR5 với công nghệ XMP 3.0. RAM dễ dàng đạt tốc độ cao lên tới 8266 chỉ bằng một cú click chuột. Và trên chính cái chiếc mainboard này thì chúng ta sẽ có 4 cái khe cắm RAM và tối đa lên tới 192GB. Và ngoài ra chúng ta sẽ còn có một khe mở rộng đó là PCIe Gen 5 dành cho những cái mẫu card đồ họa mới nhất. Thứ ba, chúng ta sẽ cùng đến với chiếc VGA 4070 Ti Super Gaming OC. Nó là bản nâng cấp về mặt hiệu năng của cái dòng RTX 4070 Ti. Và với cái thế hệ này thì nó sẽ mang lại cho chúng ta khả năng làm việc và chơi game hoàn toàn vượt trội. Và với chiều dài là 300mm, dễ dàng cho chúng ta có thể tháo lắp này cũng như là lắp vào các khay. Có không gian nhỏ gọn nhưng mà vẫn đem lại vẻ đẹp sang trọng nhờ vào thiết kế đó là LED RGB. Đấy, chúng ta có thể thấy. Và ở dòng TI Super này thì sở hữu lên tới 8448 CUDA core so với 7680 CUDA core của RTX 4070 Ti. Và đồng thời VRAM cũng được tăng lên 16GB cho ra hiệu năng cao hơn 12%. Và với 16GB VRAM hoàn toàn có thể con được các cái công việc nặng rất là tốt, cùng với đó là thiết kế đồ gọt hay là chơi game. Và điện năng tiêu thụ vẫn được giữ nguyên ở cái mức đó là 285W. Và RTX 4070 Ti Super hoàn toàn cân hết các tựa game ở độ phân giải đó là 2K một cách mượt mà và chân chu nhất. Và game ở trên độ phân giải 4K thì phải tùy chỉnh vào setting để cho chúng ta có thể nhận được những cái trải nghiệm tốt nhất. Tuy tăng hiệu năng và VRAM nhưng giá thành vẫn được giữ nguyên, cho nên là có thể xem đây là một card đồ họa có thể là hot nhất của GeForce dòng 4000 series. Tiếp đến chúng ta sẽ chọn nguồn, đó là nguồn UD 1000 GM BG5. Gigabyte đã giảm chiều dài của bộ nguồn xuống 140mm, dễ dàng lắp đặt cái nguồn này bất kỳ vào các cái vỏ khay nào mà không bị giới hạn về không gian. So với cái giải pháp tản nhiệt tiêu chuẩn thì UD 1000 GM BG5 đã mở rộng bộ tản nhiệt lên tới khoảng 200% và tối ưu luồng không khí, và hiệu suất tản nhiệt cũng tăng hơn 10%, giúp kéo dài tuổi thọ của các linh kiện khác. Và cung cấp nguồn điện mạnh mẽ với tổng công suất đầu ra là 1000W và có thể cung cấp tới 600W cho các đồ họa PCIe Gen 5 mới nhất. Và để đảm bảo toàn bộ hệ thống máy tính của chúng ta hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thì nguồn có thiết kế bảo vệ như là OCP, OTP, OVB, OPP, UVB và SCB, mà còn đảm bảo hệ thống của các bạn hoạt động ổn định qua giấy chứng nhận an toàn của nhiều nước khác nhau. Được chứng nhận 80 Plus Gold đảm bảo mang lại hiệu suất lên tới 90%, và hiệu suất điện năng tốt này thì sẽ giúp ít lãng phí điện năng, cùng với đó là ít mang lại tiếng ồn của quạt và làm cho chiếc PC của chúng ta ít nóng hơn. Màn hình gaming Gigabyte G27Q 27 inch 2K 144Hz IPS là trang bị cuối cùng để cho các bạn có thể sẵn sàng tham gia vào những trận chiến nảy lửa, cũng như là thiết kế những ngôi nhà siêu to khổng lồ. Và màn hình như một hiệu ứng tổng hợp và mang lại trải nghiệm khách quan nhất cũng như là quan trọng nhất khi chúng ta chơi game hay thiết kế. Và màn hình chơi game G27Q cung cấp các thông số kỹ thuật với chất lượng tuyệt vời, tấm nền là IPS và tần số quét lên tới 144Hz, thời gian phản hồi đó là 1 ms, cực kỳ nhanh luôn. Và chúng ta có thể thấy đây là một chiếc màn hình phẳng này. Đấy. Đó là tất tần tật những thông tin nổi trội trên chiếc màn hình Gigabyte Gaming này. Và bây giờ Minh Phong sẽ dùng chiếc màn hình này cũng như là đưa ra những cái thông số chi tiết. Và tiếp theo chúng ta thấy là dải màu này đạt 100% sRGB, 85% Adobe RGB, 94% DCI-P3 này và 83% NTSC. Còn về độ chuẩn màu thì chúng ta có thể thấy này, thấp nhất là 0,14, cao nhất là 3 chấm và trung bình đó là 1,02 delta i. Và nhìn chung thì cái độ chuẩn màu như thế này là khá là cao, cũng như là chúng ta sẽ nhận được những cái thước phim này, những cái màu sắc hay là những cái hình ảnh mà khi chúng ta chơi game hay là thiết kế đồ họa hay là edit video thì đều tốt và tạo cho chúng ta cái cảm giác là chân thực cũng như là sống động nhất này. Nói chung thì cái tấm màn Gigabyte Gaming này G27Q 27 inch 2K 144Hz là sự lựa chọn hàng đầu cho các anh em game thủ hay là thiết kế đồ họa. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đi test game cũng như là đo chỉ số bên mắt này và xem thử là những cái thông số khủng này nó sẽ đem lại những cái ưu điểm và nhược điểm gì cho chiếc PC của chúng ta. Đi thôi. Và ở cái tựa game đầu tiên đó là Cyberpunk, một tựa game khá là nặng. Và Minh Phong đang để ở chế độ setting đó là Ultra Setting 2K. Và FPS trung bình sau khi Minh Phong vừa chơi game vừa trải nghiệm được là Minh Phong thấy là 120 FPS. Và bây giờ Minh Phong sẽ chuyển sang tựa game thứ hai đó là CS2. Và Minh Phong cũng để ở cái setting đó là VR2 2K. Và FPS nhận được trung bình đó là 220 đến 250 FPS. Và cái tựa game thứ ba mà Minh Phong bắt đầu chuyển sang và chơi đây đó là The Final. Thì Minh Phong cũng để setting đó là Abyss 2K và FPS là dao động từ khoảng 150 đến 180 FPS. Và rồi, sau khi mà Minh Phong trải nghiệm 3 tựa game rồi nhưng mà vẫn thấy thiếu đúng không? Thì bây giờ Minh Phong sẽ chuyển sang dựng phim. Và Minh Phong đang dựng phim ở chế độ 4K. Và khi mà Minh Phong zoom out, zoom in thì đều cảm thấy rất là mượt này. Không có hề mà xảy ra một cái việc giật lắc hay là bị đơ hình này. Rồi nhìn chung thì đây là một chiếc PC rất là phù hợp cho các anh em kiến trúc này, thiết kế hay là những anh em media. Tại vì nó không hề giật lắc mà nó còn không có độ trễ và nhiệt độ CPU, GPU thì đều dưới 70 độ C, luôn giữ một cái mức ổn định khi mà chúng ta thiết kế đồ họa, chơi game hay là làm những cái công việc nặng ở trên chính chiếc PC này. Và vừa rồi là tất tần tật những thông tin mà Minh Phong đã cung cấp cho mọi người để build một bộ PC dành cho sinh viên kiến trúc hay là truyền thông. Còn bây giờ các bạn thì sao? Hãy nhanh chân đến ngay Hacom đã build cho mình một bộ PC chất lượng như thế này nhé. Đừng quên like, subscribe cũng như là bật chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất đến từ Hacom.